Chương trình từ thủ đô Washington với luật sư Trịnh Quốc Thiên xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thì hôm nay tin tức ở thủ đô Washington là phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt và chuẩn thuận cho việc bán một lô vũ khí hạng nặng bao gồm máy bay F-16 với một cái số tiền khủng lên tới 2 tỷ 430 triệu đô la cho Philippines, thưa quý vị. Thì có thể nói rằng uh, lần này là phía Philippines uh, chơi lớn sau nhiều lần phàn nàn rằng uh, Washington đã không bán những vũ khí tối tân cho Philippines. Thì có thể nói rằng Philippines quyết định mua một phi đội 12 chiếc uh, F-16C uh, 10 chiếc và D 2 chiếc tổng cộng là 12 chiếc F-16 uh, Block 70-72 thì có thể nói lần này là phía Philippines đã mạnh tay chi tiền cho vũ khí tối tân được xem như là tương đương với sức mạnh Su 35S của Nga. Thì với phi đội 12 chiếc F16 tối tân của Hoa Kỳ thì phía không quân Philippines sẽ được nâng cấp lên một tầm cao mới và sẽ tham gia vào gia đình F16 tức là liên minh F-16 ở các nước Đông Nam Á. Thì có thể nói rằng điều này sẽ gây ra những sự khó chịu và phản đối từ phía Trung Quốc. Vì phía Trung Quốc sẽ cho rằng là việc Mỹ đưa vũ khí tối tân cho Philippines là một cái hành động mà không thể chấp nhận được gây ra một cuộc đua vũ trang ở trong khu vực Đông Nam Á. Yeah, chúng ta biết rằng uh, trong tuần này, phía Philippines và Hoa Kỳ cũng xem xét về một cái thỏa thuận đặc biệt dự tính là sẽ hết hạn vào tháng 8 năm 2021 này. Đó là thỏa thuận về các lực lượng quân sự uh, viếng thăm Philippines. Philippines có đồng ý hay không? Thì bên phía uh, chính phủ Philippines, Tổng thống uh, Duterte đã nhiều lần lên tiếng uh, yêu cầu chấm dứt cái hiệp định hay là cái hợp đồng giữa hai bên Hoa Kỳ và Philippines tuy nhiên sau khi những lời lên tiếng ồn ào thì phía Philippines rút lại và coi như vẫn tiếp tục tham gia vào cái hiệp định giữa Mỹ và Philippines thì có thể nói rằng hiệp định này đã xuất phát từ cách đây 20 năm do đó cũng không có gì lạ và mỹ dùng cái hiệp định này để có thể ra vào philippines một cách dễ dàng thậm chí là tổ chức các buổi tập trận giữa philippines và hoa kỳ một cách dễ dàng hơn thay vì mỗi lần là phải tiến hành các bước rất mất thời gian và có thể là mất đi cái thời gian tính thì phía philippines cũng đang tính liên kết đồng minh với hoa kỳ trong cái việc nỗ lực mà chống trung quốc gọi là xâm lấn vi phạm lợi ích của Philippines ở trên Biển Đông thưa quý vị thì với cái gói vũ khí khủng này thì người ta có thể thấy là những chiếc F-16C và F-16D Block 70-72 thì mỗi chiếc này là một cái máy bay tiêm kích đa năng và có khả năng là chở tới 7 tấn 7 vũ khí các loại khác nhau thì à, vừa làm nhiệm vụ tiêm kích vừa làm nhiệm vụ cường kích ném bom Thì rất thích hợp cho Quân đội Philippines trong việc phòng thủ biển đảo của họ trên một cái vùng biển rất rộng lớn Từ phía Tây của Philippines phía Nam phía Bắc phía Đông của Philippines Philippines có hàng ngàn đảo thưa quý vị Cho nên là Họ rất cần những cái máy bay Tiêm kích đa nhiệm đa năng Thì à, với cái gói trị giá hơn 2 tỷ rưỡi đô la, thì có thể nói rằng Philippines đã mạnh tay chi tiền. Ngoài cái gói máy bay tiêm kích đa năng F-16CD Block 70-72, thì Philippines còn mua thêm 12 tên lửa đối đất Harpoon trị giá 120 triệu đô la của hãng Boeing. Còn những máy bay F-16CD Block 70-72 thì của hãng Lockheed Martin. Ngoài ra thì thêm một gói vũ khí đối đất tên lửa chiến thuật AIM-9X của tập đoàn Raytheon và với 24 hỏa tiễn và 24 hỏa tiễn để tập trận thưa quý vị. Thì có thể nói rằng với 12 tên lửa Harpoon đối đất cộng với lại mà hệ thống tên lửa chiến thuật thì rõ ràng là Philippines đã mạnh tay chi tiền với số tiền trên 2 tỷ rưỡi đô la. Thì bên phía Hoa Kỳ đương nhiên là những ông trùm bán vũ khí trên thế giới thì rất khó an nghênh việc Philippines đã vung tay. Chi mạnh tay cho những cái gói vũ khí này thưa quý vị Thì uh, bên phía Trung Quốc uh, không lấy gì làm hài lòng Tuy nhiên ở đây chúng tôi nói là lực lượng không quân của Philippines uh, hiện nay đang rất yếu kém Họ chỉ có những máy bay FA-50 của Hàn Quốc Hoặc là những chiếc máy bay OV-10 cường kích của Hoa Kỳ trước đây thì họ có những biên đội của máy bay F-5A, F-5E à, gọi là những máy bay cố lỗ sĩ thưa quý vị từ thời à, trước năm 1975 và hiện nay đã bị à, loại biên do đó lực lượng của không quân Philippines rất yếu kém ngoài những chiếc à, máy bay à, tiêm kích của Hàn Quốc và cường kích của Hoa Kỳ thì Philippines còn có lực lượng trực thăng cũng mua từ Hoa Kỳ và lực lượng máy bay C-130 vận tải. Còn máy bay loại cường kích hạng nhẹ thì có 6 chiếc Super Tocano mua của Brazil. Thì có thể nói lực lượng không quân của Philippines quả thật là rất yếu kém. Thì với cái gói vũ khí hạng nặng cao cấp này thì Philippines hy vọng là với sự uh, chuẩn thuận của phía Hoa Kỳ để mà tạo nên một cái thế đồng minh. Việc uh, Philippines mua máy bay uh, F-16 thì có một đối thủ uh, cạnh tranh với máy bay F-16 tức là máy bay Just 39 Gripen của Thụy Điển thưa quý vị. Giá cả cũng uh, tương đồng. À, tuy nhiên cuối cùng thì Philippines đã loại Thụy Điển và quyết định chọn mua máy bay F-16 của Hoa Kỳ. Còn việc mà Hoa Kỳ có phản đối hay không hay là cuối cùng sẽ thay đổi như thế nào thì đó là chuyện trong tương lai của Quốc hội Hoa Kỳ thưa quý vị. Tuy nhiên người ta nhận thấy là việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng đồng ý bán cho Philippines là một cái tín hiệu rõ ràng là phía hoa kỳ sẽ liên kết liên minh về quân sự và sẵn sàng cung cấp vũ khí bán vũ khí những loại tối tân nhất cho phía philippines để phía philippines có thể tự bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình và đặc biệt là cần những cái vũ khí nặng để mà có thể đối trọng với lực lượng tiêm kích của trung quốc thưa quý vị thì có thể nói rằng với 12 chiếc máy bay F-16 này thì cũng không thể thay đổi cán cân một sớm một chiều và chỉ có tính chất phòng thủ là chính. Thì uh, chương trình từ thủ đô với luật sư Trịnh Quốc Thiên đến nay tạm chấm dứt. Xin trân trọng cảm ơn quý vị khán chính giả khắp nơi. Xin quý vị vui lòng nhấn subscribe để ủng hộ kênh. Thành thật cảm ơn. Xin hẹn quý vị trong chương trình kỳ tới.